Rồi, và bây giờ sẽ là game đấu thứ hai chúng ta hôm nay. Đây là bạch thất phát chúng ta, chơi bóng bưởi ở đây. Long đang đứng ở bên kia là bạch bồ vàng. Và chúng ta sẽ thi đấu là mỗi người dây bóng một lần. Và xem là dây từ đây đến bạch bồ vàng bên kia bao nhiêu dây các bạn nhá. Và ai nhất sẽ là người chiến thắng, đồng ý không? Ok. Ai đầu tiên nào? Em. Xong chưa Long? Bắt đầu. Tải hàng rất là nhanh, rất là nhanh, rất là nhanh, rất là nhanh. Mấy dây đây, mấy dây đây. Nhanh rồi, lượt dây tiếp theo là của khủng long bạo chúa, chúng ta cùng chờ xem. 1, 2, 3. Bắt đầu. Dê bóng nha, chứ không phải đẩy bóng đi xa nhá. Nhanh, vẫn còn thời gian. Ôi đừng hận đổ bóng bây giờ. Bao nhiêu? 10 giây 67. Như vậy là Tài vẫn là người ít giây hơn đúng không? Như vậy là Tài vẫn rất sung sướng. Tài 9 giây 88 vẫn rất sướng. Người dây thứ ba sẽ là Long công chúa của chúng ta. Đấy, cùng chờ xem liệu Long công chúa có dây bóng nhanh như là cái đôi tay của mình múa quạt không. Xong chưa Long? Sẵn sàng chưa? Okay. Xong chưa? Rồi, Long bằng dây bóng rất tuyệt vời. Long phải dùng rất điêu luyện, rất điêu luyện, rất điêu luyện, rất điêu luyện, rất điêu luyện. Như lúc ăn đồ, mấy giây? 5 giây. Hắn đấy đùa mày. 39. Đâu? Nhưng mà chúng ta để xem đeo găng tay. Bấm bị lỡ lên 6:39 đâu. Thế là 6:39 đến 5:39. Lâu chưa em lại. 5:39 đúng không? Em bấm bị lỡ một đây. Ok rồi. Như vậy là Long lại bấm giờ á? Không được rồi. Bây giờ khủng long tiếp đi. Chứ bây giờ Long vừa chơi 5:39 xong bây giờ Long lại bấm giờ cho mình. Long bấm giờ mình nhìn điêu lắm. Đúng không? Long lại bấm kiểu ăn ra thì mình thua. Khủng long bấm sai em hả? Khủng long ít ra Long thua rồi. 10 giây rồi đúng không? Tâm lý luôn bởi vì Long mấy giây nhỉ? Đây là 5:39. 5:39 mà quãng đường rất dài các bạn ơi. Thật là Long dây quãng đỉnh thật. Long cầm hai tay ấy. Cầm hai tay xong rồi chạy chạy xong rồi đi theo. Chính giờ các bạn nhá, 4:54 nhá. Không để bảo mình điêu. Ok. Vừa xong phải dễ sức bởi vì mình sợ là không kịp là thua Long công chúa. Rất may. 4:54. Long thì sao?